Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lên nhờ các bác những giò lan thì đỉnh cao luôn. Đây là các bác này, một giò hoàng nhạn đây nhá. Hoàng nhạn tháng 8 nha các bác nha, như này nhá. Nhìn đỉnh không các bác? Đấy. Được 3 bông hoa nhá, nó cao được 1, 2, được 70 cm nhá. Nó cao được 70 cm, hơn 70 cm một tí nhá. Không lỗi lá nhá các bác nhá, không lỗi lá nhá, như thế này. Đó. Em bán giò này cho các bác với giá là 3 triệu nha. 3 triệu nha. Cho giò số 1. Số 2 này. Em lên một cái khúc nguyên bản kèn Lai Châu nha. Đây, mập ú luôn như ngón tay luôn nha các bác này. Vẫn đang chạy ngọn nha. Một giò như thế này này. Em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nha. Nó cao được 50 cm rồi. 350.000 nha. Cho giò số 2. Số 3 này vẫn là nguyên bản từ rừng ấy này các bác này. Đấy, nguyên bản nha. Vẫn đặt nguyên cục gỗ đây. Một thân dài của nó là được 60 cm. Thân bên này cũng thế nhá, nó ngắn hơn một chút này. Đó. Một giò hai thân như thế này em bán cho các bác với giá là 600.000 nhá. 600.000 nha các bác nhá. Cho giò số 3. Số 4 này. Một giò kiều Lộc Bắc nha. Nó đẹp như thế này. Đây nha. Đấy. Tuyệt vời luôn. Cái này để đến Tết thì các bác làm hoa chơi Tết cho nó sướng. Kích làm hoa khoảng độ lấy 30 bông, 25 đến 30 bông là các bác chơi thoải mái rồi nha. Một giò kiều Lộc Bắc như thế này, to này. Gần 30 thân nhá. Gần 30 thân nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nhá. Cho giò số 3. Số 4 này, một kiều Lộc Bắc đây nữa này. Đấy. Số 3. Số 4 đúng không? 1.200.000 giò số 4 nhá. Giò số 5 này các bác này. Tiếp tục một giò kiều Lộc Bắc như thế này nữa. Giò này thì em bán cho các bác với giá là 1.100.000 nha các bác nhá. 1.100.000 nha. Cho giò số 5. Số 6 này. Một giò sóc Lào nha các bác nhá. Giò sóc Lào như thế này nhá. Thuần rồi nhá, ra rễ rồi nhá. Đấy, như này rồi. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 350.000 nhá. 350.000 nha các bác nhá. Cho giò số 6. Số 7 này. Hai cây nhạn tháng 4 nha các bác nhá. Hai cây nhạn tháng 4 như thế này. Em bán hai cây như thế này cho các bác với giá là 250.000 nha. Hai cây đều nhau như thế này. Đó. Một cây này to hơn một chút. 250.000 nha. Cho giò số 7. Số 8 này, cái này là cũng hai cây. Như cái cây này thì bé hơn. Em bán giò này cho các bác với giá là 220.000 nha các bác nha. 220.000 nha. Cho giò số
8. Số 9 này các bác nhá, số 9 nhá. Một giò trồn như thế này. Đấy. Quá nhiều cây luôn. 3 6 9 12 15 cây. 15 cây nha các bác nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000. Các bác nhá, 350.000 nha, 15 cây. Cho giò số 9. Số 10 này. Cái này thì là quá nhiều cây luôn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 cây. Giò này thì em bán cho các bác với giá là 370.000. Các bác nhá, 370.000 nha. Cho giò số 10. Số 11 này các bác này. Một giò trồn như thế này. 4, 6, 8, 10, 11 cây. 11 cây nhá. Như thế này em bán cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Một giò trồn như thế này 400.000. Cho giò số 12 à 11. Số 12 này các bác này. Cây to nhá, trồn to nhá. Một giò trồn to như thế này. Đây là các bác này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha các bác nha. Cho giò số 12. Số 13 này. Một giò trồn to như thế này. Các bác này. Đây là các bác này, một giò trồn to như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.500.000 nha. Alo. 1.500.000 nha các bác nha. Cho giò số 13. Tiếp tục nha các bác nha. Cái giò lông tu đá đâu nhỉ? Lấy cho ta giò lò u lồi cho ta. Giò u lồi nguyên bản này các bác này. À, lông tu đá nguyên bản này. Đấy, như thế này. 25 thân hoa nha các bác nha. 25 thân hoa nha. Nguyên bản từ rừng. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 650.000 nha các bác nha. 650.000 nha. Cho giò số 14. Số 15 này các bác này. Một giò trồn như thế này. Các bác nhìn này. Đẹp chưa? Đấy. Một giò trồn như thế này thì em bán cho các bác với giá là 450.000 nha các bác nha. 450.000 nha các bác nha. Đây. Đấy, đẹp chưa? Cho giò số 15. Số 16 này. Cái thân gà của nó mập như thế này mà các bác. Đấy, mập. Các bác nhìn ngón tay của em này. Đấy. Một giò gà như thế này. Em bán giò gà này cho các bác nhá với giá là 270.000.
270.000 nha các bác nha, giò gà tròn Lai Châu nha. Cho giò số 16. Một giò u lồi 17 thân như thế này. Không có hàng to đâu các bác ạ. Ít có lắm. Một giò u lồi khủng như thế này, 17 thân hoa. Em bán cho các bác với giá là 1.600.000 nha, 1.600.000 nha. Cho giò số 17. Số 18 này các bác này. U lồi thì càng ngày thì càng ít các bác ạ. Giò như thế này nhá. Em bán cho các bác với giá là 280.000 nha. Hoàng thảo u lồi nha các bác nhá. 280.000. Được 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân. Cho giò số 18. Số 19 này các bác này. Đấy các bác nhìn này. Cuối tráng tháng 8 được mấy nụ rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nụ. Được có 6 cái nụ rồi. Còn đâu em cắt bớt rồi. Cái giò này thì em mới thuần nhá các bác nhá. Giò này thì em bán cho các bác với giá là 1.200.000. Các bác nhá. 1.200.000 nhá. Cho giò số 19. Số 20 này các bác này. Hoàng nhạn tháng 4. Giò như thế này. Em bán 280.000 nha. 280.000 cho 3 cây như thế này nha. Cho giò số 21. À số 20. Tiếp tục em lên số 21 nha các bác nha. Hoa đẹp không các bác? Hoa như con ong luôn. Cái này các bác vẫn chơi được một tháng nữa luôn các bác nha. Ba giò em ghép vào một cho các bác chơi cho nó đã. Lấy một giò về các bác lại phải mất công ghép các bác nha. Em ghép sẵn cho các bác như thế này rồi. Ba giò như ba thân bông hoa như thế này em bán cho các bác với giá là 250.000 nha các bác nha. 250.000 cho giò số 22. À số 21. Số 22 là Sơn Thủy Tiên này. Hàng Lai Châu thì củ nó rất to này các bác này. Nên là bọn em mua nó hơi đắt một chút nha. Mua đắt thì phải bán đắt thôi các bác ạ. Em bán giò này cho các bác với giá là 350.000 nha. Các bác nha, 350.000 nha. Cho giò Sơn Thủy Tiên nha. Cho giò số 22. Số 23 này. Một giò Long Tu Đá như thế này. Quá nhiều thân luôn. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Được 10 thân thôi. 10 thân to nha thì em đếm rồi. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 300.000 nha. Cái đấy bán rồi. 300.000 nha các bác nha. Cho giò số 23.
số 24 à. Hạt vĩ thân nó còn siêu to như phi điệp luôn các bác nha. Thân to lá đẹp nha. Để mà kiếm được một giò hạc vĩ như thế này không phải đơn giản các bác ạ. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 1.200.000 nha. Cho giò số. Số 24 nha các bác nhá. 1.200.000. Số 25 này. Đây cái cục gà em đã ghép vào đây cho các bác rồi nè. Nguyên bản từ rừng các bác nhá. Một giò như thế này là em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. Để mà kiếm được một cái dề gà to như thế này, lại cục nguyên bản nữa, em bán cho giò này cho các bác với giá là 800.000 nha. Cho giò số 26. Số 25 nha các bác nha. Số 26 này, một giò hạt vĩ to này. Đấy. Đây nhá, vòng quanh luôn. Ghép ở một cái chậu nhôm nha các bác nhá. Giò như thế này thì em bán cho các bác này. Đây. Đấy. Như này. To như này mà. Em bán giò này cho các bác với giá là 800.000 nha. Cho giò số 25. À sao, số 26. Số 27 đây. Hoàng thảo ú lồi nhá các bác nhá. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân. Thân kỳ này nữa là 6 thân. Như thế này, dài đây. Các bác nhá, dài đây nhá. Thấy không? Đấy. Số 27 nhá, đúng không? Số 27 nhá các bác nhá, hoàng thảo ú lồi nhá. Em bán giò này cho các bác với giá là 450.000 nha. Cho giò số 27. Số 28 nè. Cái này là được 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân. Được có 5 thân thôi. Như có 3 thân nó dài này các bác này. Đó. Em bán giò này cho các bác nhá. Cái này là chúc Phật bà nha các bác nhá. Chúc Phật bà nha. Cái thân này thì nó hỏng mất ở trên này nên nó không ảnh hưởng gì, nó khô rồi. Đó. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. Chúc Phật bà nha. Cho giò số 28. Số 29 nè. Dáng hương đuôi chồn như thế này. Đấy, quá nhiều đẹp luôn. Một giò như thế này nè. Đây nha. Toàn cây to này. Các bác nhìn như này thì các bác mới biết là cây to hay không nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha các bác nha. Cho giò số 29. Số 30 này, một dề như thế này nó tốt như thế này.
mà nó đã sống ở giớn như này rồi nha các bác nha. Một giò như thế này, một mẹ 4 con 10 cặp lá mà các bác em bán có 750.000 còn không trôi sợ. Nốt hôm nay em treo luôn. Cho giò số 30 nha. Số 31 này, một giò kim điệp xuân như thế này. Đấy, kim điệp xuân nha các bác nhá. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 270.000 nha. Gỗ này thì còn lâu mới hỏng nha các bác nhá. 270.000. Cho giò số 31. Số 31 cũng là số cuối của em nha. Mong được sự ủng hộ của các bác nha. Các bác xem video thì đăng ký kênh ủng hộ em nha. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác yêu Lan nha.